Như đã chia sẻ ở đầu chương trình, chúng tôi muốn nhắc đến một phát minh ra đời trong thời điểm dịch bệnh bùng phát trong năm qua. Đó chính là chiếc khẩu trang có khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 tới 99%. Có khoảng 10 triệu chiếc khẩu trang này đã đi vào thị trường châu Âu trong 2 tháng đầu năm nay. Đây là phát minh của anh Lại Nam Hải, nhà sáng lập, điều hành và phát minh tại Wakamono, chuyên về nghiên cứu công nghệ và sản xuất các nguyên liệu nanobiotech trong suốt 10 năm qua tại khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay lúc này đây, chúng tôi cũng xin được mời kết nối để lắng nghe những chia sẻ từ nhà phát minh ra công nghệ đầy mới mẻ và hữu ích này trong bối cảnh rất cần những sản phẩm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Xin được mời biên tập viên Thanh Tân. Thưa các anh chị tại trường quay và quý vị khán giả, trên tay tôi là một hộp khẩu trang có khả năng diệt được virus SARS-CoV-2 lên tới 99%. Và người phát minh ra chiếc khẩu trang này đang có tại trường quay ngày hôm nay. Xin được chào anh Lại Nam Hải ạ. Cảm ơn anh đã nhận lời đến với chuyện trưa nay ạ. Xin chào Thanh Tân, xin chào quý vị khán giả. Thưa anh thì không biết rằng là chiếc khẩu trang diệt virus corona có cái điều gì khác biệt so với những chiếc khẩu trang thông thường khác ạ? Ngoài việc tiêu diệt virus corona thì chiếc khẩu trang Wakamono còn có khả năng diệt được các loại virus và vi khuẩn khác. Chính vì vậy chiếc khẩu trang này rất cần thiết cho những bác sĩ, các nhân viên ngân hàng, hàng không, đặc biệt là những người trong những cái môi trường bị lây nhiễm cao. Và các cơ sở dữ liệu nào để chứng minh rằng nó có thể diệt virus lên tới 99%? Tất cả các phòng lab lớn trên thế giới kiểm nghiệm và chứng nhận đều có kết quả tiêu diệt trên 99,9% các loại virus và vi khuẩn, đặc biệt là virus corona thì có thể tiêu diệt ngay lập tức khi tiếp xúc trong vòng 30 giây. Tất cả các phòng lab tại Mỹ, Đức, Singapore, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ đều cho những cái kết quả tương tự như nhau. Hiện nay đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính tại châu Âu cũng như là các thị trường khác như Úc, Ý, Bồ Đào Nha, New Zealand, vân vân. Và tại từng quốc gia này thì chúng tôi đều phải xin một cái giấy phép và kiểm nghiệm lại. Tất cả đều được thông qua và tại tất cả các quốc gia này thì chúng tôi đều được quảng cáo và ghi trên nhãn hộp là anti-coronavirus 99%. Anh có thể chia sẻ một chút về cái quá trình mà nghiên cứu ra cái công thức để mà diệt được cái virus mà khó tính như thế này ạ? Với những cái năm kinh nghiệm thì chúng tôi biết đây là một loại virus có màng. Và theo CDC thì những cái loại virus có màng này nó là một loại virus có thể tiêu diệt một cách dễ hơn so với những cái loại vi khuẩn, nấm và các loại virus không có màng. Chính vì vậy là chúng tôi đã thực hiện theo những cái quy trình, những cái kinh nghiệm mà 10 năm chúng tôi đã nghiên cứu. Như vậy thì từ đâu mà các anh có cái ý tưởng rằng là chúng ta phải hoàn thành ngay cái chiếc khẩu trang này trong cái mùa dịch hoàn thành như vậy ạ? Với chúng tôi chỉ mong muốn làm ra một chiếc khẩu trang có thể là có thể cùng chung tay chống lại đại dịch một cách hiệu quả nhất, để có thể giúp cho những người chiến sĩ thầm lặng ở tuyến đầu có thể bảo vệ được một cách an toàn hơn so với những chiếc khẩu trang thông thường. Với những cái thói quen sử dụng tay cầm khẩu trang hoặc là sau khi sử dụng xong thì có thể lây lan. Vì virus corona theo những thông tin được công bố hiện nay hoàn toàn có thể lưu giữ trên chiếc khẩu trang lên đến 7 ngày. Và điều đó là điều có thể gây hại hoặc là lây lan. Chính vì vậy chúng tôi tạo ra một chiếc khẩu trang ngoài việc ngăn cản những virus thì nó còn có khả năng tiêu diệt các loại virus đó. Nó sẽ giải quyết được những cái bài toán của những chiếc khẩu trang thông thường không làm được. Như vậy cái mục tiêu của một nhà phát minh ra chiếc khẩu trang này là gì? Ngay lập tức bây giờ thì chúng tôi mong muốn là triển khai thật nhanh chiếc khẩu trang này ra trên toàn thế giới với mong muốn là để hỗ trợ và bảo vệ tất cả mọi người trước đại dịch. Và trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ đưa ra những sản phẩm khác trong lĩnh vực y tế như áo choàng, khăn lau, ra giường, tất cả những cái sản phẩm có khả năng tiêu diệt được các loại virus và vi khuẩn. Như vậy cái động lực nào để mà anh cùng với các cộng sự của mình chiến đấu để mà có thể đưa cái sản phẩm của mình tiếp cận được với các cái thị trường khó tính trên thế giới? Mặc dù chúng tôi đã có đầy đủ tất cả các cái giấy phép và được kiểm định, khi biết đây là một phát minh đến từ Việt Nam, không ít những cái đối tác họ cảm thấy nghi ngại, không tin đây là một phát minh
do người Việt Nam làm ra, và điều đó chạm đến cái lòng tự tôn dân tộc của tất cả các anh em chúng tôi. Chúng tôi quyết là phải bán bằng được, thành công, xuất khẩu thành công để khẳng định cái chất lượng sản phẩm. Chúng tôi thuyết phục họ sử dụng sản phẩm, chúng tôi yêu cầu họ là test lại tại đất nước của họ, và tất cả mọi thứ test lại tại đất nước của họ đều thông qua. Và từ đó tôi muốn chứng minh và khẳng định là người Việt mình hoàn toàn có thể làm được và ghi tên Việt Nam mình lên bản đồ công nghệ thế giới. Như vậy quay trở lại thị trường Việt Nam thì sao ạ? Những chiếc khẩu trang này tiếp cận với người tiêu dùng trong nước thế nào? Chúng tôi bán tại thị trường Việt Nam với một mức giá thấp hơn so với thị trường bình quân chung trên toàn thế giới gần 40%, với mục tiêu là mong muốn đưa những sản phẩm tốt đẹp nhất đến cho người dân mình, và giống như là một lời cảm ơn vì mình được sinh sống tại đất nước, sinh sống tại Việt Nam thì mới có thể làm được những điều này. Qua những gì mà anh Nam Hải vừa chia sẻ thì bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào về một phát minh và công nghệ của chính người Việt chúng ta trong cái thời điểm khó khăn của dịch bệnh như thế này, để có thể ghi danh tên tuổi của Việt Nam chúng ta trên trường quốc tế trong lĩnh vực phát minh. Xin cảm ơn anh Nam Hải đã đến với chương trình 12 giờ hôm nay ạ. Xin cảm ơn Thanh Tân và xin cảm ơn chương trình. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.